sẽ được trình diễn bởi những thành viên nhỏ nhất và dễ thương nhất của cộng đoàn chúng ta. Đó là các em cao đoàn Ave Maria của trường giáo lý Việt ngữ. Con xin mời quý cộng đoàn thưởng thức hai tiết mục. Tiết mục thứ nhất là phần hòa tấu các nhạc cụ, và tiết mục thứ hai là một bài chúc xuân. Con xin mời tất cả mọi người cho các em một tràng pháo tay thiệt là lớn để cổ vũ tinh thần. Franklin, Michael, Trang.